trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Giai cấp nông dân đã phát huy được truyền thống đoàn kết, nhân ái, lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường, bất khuất, đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc, lập nên những kỳ tích tô đẹp non sông gấm vóc Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, chiến thuyền Liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ đây lịch sử Đông Dương bước sang một thời kỳ đen tối. Chính quyền thực dân Pháp bắt bớ nông dân đi lao động khổ sai, đi làm phu đồn điền cao su, áp đặt chính sách hà khắc, người dân lâm vào cảnh khốn cùng.